Thưa quý vị, trường Đại học Nguyễn Tất Thành từ trước đến nay là một trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và nhiều thế hệ sinh viên là những lao động chất lượng, chủ chốt trong các đơn vị, doanh nghiệp. Với sự đầu tư và phát triển không ngừng, trường đã khẳng định vị trí là trường đại học ngoài công lập có chất lượng hàng đầu tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam. Trong phóng sự hôm nay, xin gửi đến quý vị những hình ảnh, thông tin mới nhất về ngôi trường vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trải qua quá trình hơn 24 năm hình thành và phát triển, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã khẳng định là mô hình thành công gắn kết giữa trường đại học với doanh nghiệp theo triết lý giáo dục, thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp. Hiện tại, trường Đại học Nguyễn Tất Thành có quy mô đào tạo trên 30.000 sinh viên, học viên cùng các khoa, viện, trung tâm thuộc 6 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ học, kỹ thuật công nghệ, sư phạm, cùng nhiều chương trình đào tạo hệ đại học và sau đại học, với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hiện đại chuẩn 5 sao được trải đều tại các khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện cho việc di chuyển cũng như sở hữu không gian học tập thoải mái, nhiều phòng thí nghiệm cùng các khu tiện ích đa dạng nhằm mang đến cho người học những trải nghiệm học tập tốt nhất khi theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên vững kiến thức, giỏi chuyên môn, với các giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ có học hàm học vị cao cùng nhiều giảng viên trẻ năng động, tâm huyết được đào tạo tại những trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt là các chuyên viên cao cấp đến từ các doanh nghiệp tham gia giảng dạy. Trong những năm qua, thương hiệu trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã được khẳng định trong khu vực và quốc tế khi giữ vững 5 sao theo QS Star Anh Quốc, đạt 5 sao theo hệ thống xếp hạng đối sánh UBM, xếp thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng của tổ chức SCI Mago, Wipo Matrix, Europe, đạt tái kiểm định cơ sở giáo dục lần 2 với tỷ lệ 97% tiêu chí đạt, có 24 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo thông tư 04 Bộ Giáo dục và Đào tạo, AUNQA, và 7 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo UBM. Hàng năm, nhà trường phối hợp cùng câu lạc bộ doanh nghiệp trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức các ngày hội tuyển dụng, các buổi gặp mặt và tuyển dụng trực tiếp với mạng lưới kết nối nhiều doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, tạo ra nhiều vị trí việc làm mỗi năm cho sinh viên các khóa. 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp được giới thiệu việc làm theo chuyên ngành học và tỷ lệ sinh viên tự khởi nghiệp tăng cao. Đây chính là lời khẳng định vững chắc mà trường Đại học Nguyễn Tất Thành dành cho sinh viên khi theo học tại trường.